Hay là kêu mấy em gái mà U30, U50 ấy. Không nhờ nhưng mà tao thích 16, 17 tuổi thích nhờ nhiều rồi. Đi 28 tuổi mà không nhờ mấy tuổi 16. Ai, 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 video của anh. No, em bị tin à. Video của anh. Không, nữa anh nhưng mà không. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, tên là em Michel. Ok, hello, chào các bạn, tôi là Victory. Ok, hello, chào các bạn, tên là Fedin. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên Lindo. Ok, chào mừng anh em đã đến với channel Quang Linh Vlog nha, cuộc sống ở châu Phi nha. Hôm nay là chủ nhật, không có gì làm anh em ạ. Thường thường là bên này chủ nhật này, thứ hai nghỉ nhá, không làm. Ở ngoài đường bây giờ cũng nắng nữa, rất là nắng luôn. Ở châu Phi ấy, thường thường là vào mùa này ấy, nắng này, nóng lắm. Mà đây chỉ có một cái quạt thôi nha anh em, không có điều hòa. Đang ngồi xem phim. Đúng rồi. Chán. Đúng rồi. Nhưng mà ta suy thì có hai con gái, kêu hai con gái cho anh con gái này riêng. Gái đó. À, con gái mới. Con gái mới luôn. Dạ, có. Bạn gái, bạn không, gái. Không, bạn gái. Không, kêu nói là bạn gái. À, bạn gái, ok. Con là con gà, con vịt. Con gái. Bạn gái. Có hai bạn gái luôn. Dạ. Bạn gái mới. Dạ. À, kêu đến đây nói chuyện được không? Dạ, có. Đúng rồi. Được. Hay là kêu mấy em gái châu Phi đến đây ngồi nói chuyện nha anh em. Bắt chuyện để nói để xem phản ứng như thế nào nhá. Nhiều anh em cũng thắc mắc lắm. Bên này nói chung là con gái cũng rất là hiếm. À, không phải hiếm đâu. Mà cái kiểu là dễ gần ấy, dễ gần. Nhưng mà phải tìm đối tượng cho nó kiểu là phải có đối tượng ngoan hiền này. Chứ vấp lên mấy cái bà, ôi trời ơi, trời. Căng lắm, bên này căng lắm. Mày gặp mấy bà, ôi trời ơi, trời. Khiếp luôn. Đấy, nói kiểu ở đâu cũng như thế mà. Con gái thì có người dễ tính này, vui tính này. Có người lại kiểu là hung hăng, sư tử Hà Đông này. Bây giờ đi kêu à? Ok, bây giờ đi kêu. Vai ghi xem ta. Có vậy sao? Hả? Chào mừng amiga. Vai ghi xem ta cùng với xa. Dạ. Dạ. Victory với MJ là con gái ấy. Nhát gái lắm. Nó kêu rồi amiga. Tao mà được rồi. Chúc chào mừng. Tao kêu rồi amiga. Kêu. Você quer um amigo? Não, amiga. Không phải đâu, hai anh này là có vợ rồi, có vợ con rồi nhá. Không muốn kiểu như là đi giao lưu với bạn gái thì các kiểu ấy. Sợ người ta phản ánh thì các kiểu ấy. Đấy, như kiểu liên đồ với gì ấy là chưa có người yêu, và chưa có vợ. Thì đi tán gái là chuyện bình thường đúng không anh em? Đúng rồi. Bây giờ thánh, cái này là gọi là thánh tán gái nhá. Có. Kêu đến đây, ngồi chơi. Kêu đến đây ngồi chơi nói chuyện. Dạ. Nói chuyện về team châu Phi coi như thế nào. Ok. Đấy, là cho mấy anh đen này nói chuyện nhá. Dạ. Rồi boy, chào ma đôi amiga. Vai aqui. Đôi amigo con bạc xa ấy. Hả? Ê, chào. Hả? Dạ. Ok. Dạ. Ok. Ok. Chào ma đôi amiga vai aqui. Yeah. Ừ, cô yeah. Ok, thì bây giờ là Lindo đi kêu hai em gái ở châu Phi đến nói chuyện là nói chung là tí đến đây rồi là tính tiếp. Yeah. Bây giờ là không tính được. Lỡ may không có là không nên có. Có. Đi kêu dưới luôn nha. Yeah. Đây này nắng lắm. Ở bên này nắng lắm. Ok. Đấy. Thánh tán gái nha anh em. May mà có Lindo chứ mấy anh em này là không biết bản gái thì các kiểu để lên thành phố mà không có bản gái. Fica aquí no tengo amiga. Turu beso. Okay.
ở thành phố mà không quen ai là bạn gái luôn nha anh em. Con gái ấy không quen ai luôn. Ba anh em này lìn đồ thì rất là nhiều. A few moments later. Như nào? Không có nhà. Ôi trời. Không có gái. Ngày không có nhà. Hả? Ngày không có nhà. Gái có nhà. Có nhà. Bởi chủ nhật mà. Đi chơi nhiều quá. Đi chơi xa. Hôm nay chủ nhật nha anh em. Đúng rồi. Mà chủ nhật thì không đi làm mà. Hôm nay chủ nhật. Ngày đi chơi xa lắm. Khổ. Không có nhà. Anh em bốn người. Buồn. Bốn người. Chưa có. Không có một bạn gái nào luôn. Gái không có. Có, ngày đi chơi xà, đi chơi xà. Tụi lên. Tụi lên mà. Hôm nay đúng rồi, đi ăn nhà khác. Đi ăn. Nhưng mà hôm nay chủ nhà nhưng mà tí nó có không? Tí nó có, nhưng mà tụi có. Tụi có à? Yeah. Tụi thì làm gì nữa? Không làm được, tụi không làm được. Tụi không quay được đâu, không nhìn thấy mặt đâu. Đúng. Giữ đi tím đi. Bốn người ở đây bốn người nha anh em. Bốn người. Bốn anh da đen. Không có bạn gái. Châu Phi. Nói chung là ở ngoài đường bây giờ là hiếm gái lắm anh em ạ. Hiếm lắm. Hầu hết là nắng ở trong nhà hết rồi. Đi ngoài đường tìm không thấy. Đúng rồi. Khổ lắm. Muốn kêu mấy em gái châu Phi đến nói chuyện, trò chuyện cho anh em Việt Nam hiểu thêm về văn hóa tán gái này, rồi là văn hóa trò chuyện con gái bên này như thế nào, có giống Việt Nam hay không. Đấy. Nhưng mà hơi khó nha anh em. Đi tìm đi, nhất định phải đi tìm. Yeah. Hay là đi tìm. Đi tìm. Yeah. Đi tìm sợ. Sợ ấy. Sợ chi. Đi tìm. Yeah, đi tìm. Ok anh em, thì bây giờ là anh em chúng tôi sẽ đi ra ngoài đường tìm để xem như thế nào nhá. Ok. Ok anh em. Bây giờ mình với phải đi nhá, đi ra ngoài đường tìm luôn. Dove sentiamo due amiche che ho dato confianza? Due amiche. Puntata io di azzurri. Wow, che bello! Due amiche. Due amiche. Due amiche. Due amiche. Khổ lắm anh em ạ. Không có. Vắng tanh luôn. Không có một em nào luôn. Nó thành bị gần ăn ạ. Tất cả đều là con trai. Lindo. Ah, va aquí con la que te ha muy bonita. Solo que sea nueva aquí.
lên đôi anh em ơi. Nó tôi lên cao người đó. Anh em mệt nhưng mà nặng quá nhí từ. À có là à sao không? Giờ đang muốn chúng tôi ta bom. Amigo va para rápido, va amigo grande, está bom. Paulo, ah, que todo amigo. Não, tem amigo bonita. Vai para fora. Está passando uma boa bonita, uma boa bonita. Me parece que não tem muito bom. Não está fazendo nada. Lindo, đi tìm gái anh em ạ. Gặp Lindo ở đây luôn. hay là kêu mấy em gái mà U30, U50 ấy. Không. Đẹp, 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 đẹp muôn tiền. Nhưng mà tao chưa biết. Thì nếu có thì nhà đây. Quẹo vô bờ sao lại em có phải ăn extra đấy. Dạ. Mà sao được? Dạ, có sự cần trao thì everything. Cái tao bờ sao bò phụ. Là tao bờ sao bò. Khá là cũng mà cái tao đây duas. Ada sekali aku makan tanda dua setan lima. Ia tak bosan mereka. Kamu itu, kamu yang kamu. Ia timur dia kembali. Ia. Hai, milih di mana? Milih di mana? Ya, di sini. Ya, di mo. Di nhà đây. Đây nhà mốc. Về nhà đây đợi mi đưa về. Okay. Một con nữa, số một. Số không thôi. Yeah. Lìn đồ đi rồi anh em ạ. À. Ở đây không có, ở khu vực này không có. Ya tại longe. Ở bên này nắng lắm. Đi ngoài ra ngoài đời như thế này ấy, nắng lắm. Chôn. Ừ, cực kênh. Đường à? Vắng tanh luôn. Không có ai. À, hay là hôm nay chủ nhật nhá. Đi lễ hết rồi. Anh đi lễ à? Đấy, là hôm nay chủ nhật bên này là hầu hết là đi kiểu là đi nhà thờ ấy. Hầu hết người dân bên này là đi nhà thờ hết. Không có ai ngoài đường đâu. 2 tiếng đồng hồ chưa tìm ra em nào cả. Cô có chưa? Còn rồi. Hay dạ có đi đâu? À đây à. Còn rồi. Hay còn rồi. Dạ hai con đẹp lắm. Anh em ơi, hai con lại đây. À. Em tìm hai con đến đây. Ngồi trên. Trên đi, trên ngồi chồng đi. Trên đó. Chấp bản thân. Ê. Để Lindo thể hiện trình độ tán gái nha anh em. Ok. Bonita. Em đoàn đoàn mình gà ra quan đoàn đủ. Gia tình quan đoàn đủ. Gia sách. Ngồi chê. 15. Gia vay chỉ có là nế. Ok anh em. Hai con đẹp rồi. Đẹp lắm. Đẹp rồi à? Đẹp lắm. Nói chuyện đi. Nói chuyện. Ok, nói chuyện là kia nóng xa ta ra. Ở cái này là một cái bất ngờ. Có khi anh em kia bắt đầu nói mình không biết sách. Então, por favor, nhớ kia. Để phải đi nói. À, đây là Victor đi. Cô mời xa. Ok. Ôi, cái mình chào mặt. Chào mà. Chào bé, bố sẽ đôi amigo aquí, chào bé tụi amigo aquí. Now? No. 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 À. Mới biết. Này, bắt tay. Bắt tay. Đấy. Gái châu Phi là rất là dễ luôn. Đưa về nhà là bình thường. Đúng rồi. Nó phải còn mau chẳng hoan. Obrigada aí por receber pela primeira vez nessa rua. Thích ok. Thích. Anh em thích
Cô Nhi, cô Nhi đẹp lắm, đẹp lắm. Em thích nhiều. Bây giờ nói chuyện nhá. Ok, anh em hãy con đẹp lắm, đẹp thích muốn biết rồi, biết nhà rồi. Nhà luôn à? Dạ, biết nhà luôn. Đây ơn. Ông ơi này. Ông ơi à? Dạ, ông ơi. Ông ngoài dung này. Ê, đi đi tụi nè. Ê, đi tụi, số biết đi ông à đủ. Nó tên mô rè, nó tên phi luna đã. Ê, bà là amiga de Buni. Chị đâu rồi? Thế à? Đẹp lắm anh em ạ. Amori, ê, bà là Amori. Dạ. Tôi là amiga de Buni. Ê, nhà Trinidadu. Trinidadu. Nào kè rù, nào kè rù Morie. Tao là Amori. Morie, dạ phôi. Ê, tôi là amiga de Buni. Chị chắc không có kể. Tao nó kể mai về con nó. Bà kêu ông môn. Ai thích cái nào, ngay từ nào. Người dân châu Phi là con gái bên này rất là thân thiện luôn nhá, thân thiện đấy, không phải đùa đâu. Kiểu là kêu về nhà nói chuyện cho vui thôi, nói chuyện cho vui thôi. E você ia dizer na via local aqui na Chilalo, por quê? Tem muita gente. Quer dizer, tem outras famílias que vivem ali, no Cacete, ao lado do Shoprite. É perto. E é bem próximo. Está mais perto. Por favor, olha na câmera. E não puxa mais, deve estar aqui. Tá bom. Em nhìn thấy a hai em gái này rất là đẹp chứ? Vocês passarem. Ok. Mas é... Eu vivi desde o mais, a passarem do lado nosso, do... Okay. Nói chung là hai em gái này cũng không đẹp mấy đâu anh em ạ. Mình thấy là hai em gái này cũng không đẹp đâu. Sau sẽ kiếm mấy em đẹp đẹp phía ấy. Hai em này nó còn nhỏ tuổi quá. Tầm 1 người là 15 tuổi, 16 tuổi 16 tuổi à 16 tuổi, 17 tuổi. Nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà vẫn không đẹp. Mình thấy không đẹp. Đúng rồi. Quang Linh Vlog đi chứ. Quang Linh Vlog cuộc sống châu Phi. Você fica assim no vídeo. No Miel. Que droga tá aparece aí? No Miel. No Miel o Quang Linh Vlog. Ok, você vai lá. Você vai lá Quang Linh Vlog. Entra aqui. Entra aparece. Você vai lá Quang Linh Vlog. Quang Linh Vlog. No Miel, No Miel. Con nhỏ nhưng mà tao thích. 16, 17 tuổi thích chả? Nhiều rồi. Đi 28 tuổi mà... Nhiều rồi, 28 tuổi. 27 tuổi. Ê, đi ra video của anh. Lâu, em phải tin à. Ra video của anh. Không, nữa anh nhớ mà không. Em phải tin. Dạ, já sei a no. Você fala entre alguns planos podem entender. Ah, ok. Em, mấy em nhỏ nói là... Kiểu như mình nói tiếng Việt đấy. Là hai em nhỏ nói là dịch lại tiếng bồ tung kê, bồ tung kết đấy. Đúng. Là cho mấy em hiểu thật để linh nói dịch dịch tao có dịch này ơ tao tra được gì em đi xin nào nó không cả linh tôi vẫn tra được gì em xin nào tôi vẫn tra được gì đấy. Xin cảm ơn. Yeah. Ok. Thì clip hôm nay là thử thách thành công nha anh em. Thì mong anh em là đăng ký kênh Quang Linh Vlog cuộc sống châu Phi để anh em chúng tôi thực hiện những thử thách này và review về cuộc sống ở châu Phi nhá. Mong anh em ủng hộ bằng cách đăng ký kênh Team Châu Phi và Quang Linh Vlog. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Ok.